Tôi thánh đại chúng Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngài sinh ra đúng không?
là Ngài đi bãi đó hoa sen, là Ngài cũng như bao người khác cũng cung vàng điện ngọc trong xuôi Ngài dọa cho bốn cửa thành thánh, bốn cửa thành thấy bốn cảnh sanh lão bệnh tử, đúng không? Rồi mà xuất gia tu học, mà xuất gia tu cái gì, học cái gì, 6 năm khổ hành mình già, 5 năm tìm tài học đạo, rồi cuối cùng rồi Ngài ngồi suốt mấy 49 ngày với cội Bồ Đề, đúng không? Rồi Ngài mới chứng được cái pháp gì? À, cho nên mình phải nắm vững như vậy, chứng được pháp gì là Ngài tu cái gì là Ngài quá độ. Tư tưởng và phát triển thì sau 49 năm thuyết pháp độ sanh là 80 tuổi Ngài nhập Niết Bàn, còn nguyên thủy Phật giáo là 45 năm thuyết pháp độ sanh, 80 tuổi Ngài nhập Niết Bàn. Rồi cái bát cơm mà đầu tiên mà áp bát sữa đầu bát sữa mà Ngài gì đó dâng Đức Phật mà 6 năm có hành với cội Bồ Đề, sau khi Ngài uống bát sữa trong xuôi Ngài thấy là cái xa lìa các lối khổ hạnh, đúng không? Để Ngài đi về cái hướng trung đạo, cho nên Ngài Trường Châu có lối hát cái bản nhạc cho ta xa lắm giữa gì hai thế giới cực đoan là chỗ đó đó. Mình nhớ trong đầu mình vậy mình rủ, nhưng mình bị cực đoan trong một dòng tư tưởng nào là mình mới nhớ cái dòng chảy như vậy. Đó mà mình mới mạnh dạn đứng lên. Giờ mình thấy cái gì chút xíu rồi mình nói ơ không phải không phải. Mà cái đó là mình học thuộc lòng mình đầu mình như vậy đó. Rồi sau khi mà Đức Phật chứng lậu tần minh mà sao mai vừa mỏng quá à. Đó. Rồi Ngài thuyết pháp bài pháp đầu tiên cho ai, dẫn dắt ai thì chúng bao nhiêu quả vị thánh. Và nơi kia mình phải thuộc lòng chứ. Có thể trong vô tận kiếp mình là đệ tử của Đức Như Lai đang ngồi đây này. Chứ không phải đơn giản đâu. Mình không đầu thai á, nhưng mà mình đôi khi mình bị phiền não nó bao buộc quá rồi sao mình tái sanh rồi lại ra đây. Mình phải đón nhận như vậy, mà đón nhận như vậy mình mới nhận được mình đang ở đâu. Chứ mình đừng có mơ mơ hồ hồ ù ù cà cà không xưa, là mình cứ nói quanh nó to rồi cứ nói mà kiểu như mà không có lối thoát á, mình nói một cái cảnh giới nào đó. Nói xin lỗi quý vị đó là mình tu sặc mũi á, là cái nghe tu mà tôi nói là tu sáu mặt, có biết được sáu mặt không? Hả? À, sáu mặt là sặc máu á. Nhiều người ta lại Phật một lại người ta thấy hàng hà con số Phật, mà nhiều người lại Phật cả vạn Phật nhưng mà không thấy Phật. Cho nên nó trong lục tổ Huệ Năng đó là khi mà cái trí thấy thì Phật ở gần người ta, phải không? Mà khi mà không có thấy được thì Phật ở xa ta là vậy đó. Cho nên cái dòng sanh tử, ví dụ như mình nói nè, ví dụ chẳng hạn như khi mình hiểu, mình hiểu cái cuộc đời Đức Phật như vậy, mình học kinh như vậy, mình thấy như vậy đó, là sư vô mình đủ như mình có cơ duyên mình ngồi mình tu một mình đó, mà phiền não biên kiến tà kiến thủ giới cấm thủ năm phần biết sự nó bao bọc bởi những cái tâm phiền não luôn luôn đe dọa mình bất cứ lúc nào, quý vị biết không? Mà mình không biết tinh tấn dẫn mạnh á thì không khéo vượt qua, không khéo vượt qua, mà vượt qua được là mình có thể là đáo bỉ những ngàn cái chỗ đó. Nhưng quý vị cứ thấy cái chỗ này nè. À, con bé cái bảng ra để cho nó dùm cho thầy chút xíu luôn, kể cho bạn ra. Có đôi khi quý vị ngồi tu á, mà thật sự mình học là phải tu mới được. Chứ còn mình học mà mình không có tu quý vị không, là nhiều khi nó quên. Nó quên hết trơn à. Nó quên á. Tôi nói thật quý vị, có nhiều khi tôi nằm tôi ngủ tôi thấy những cái chuyện tôi chết hết rồi. Tôi sực nhớ trong cái giấc ngủ của tôi nói, ủa mình còn đi dạy mà sao chết ta? Ủa mình chưa làm xong cái nhiệm vụ này mà. Ở trong đó, khi mình nghĩ như vậy, biết rằng chiêm bao nó là hư ảo, nhưng mà trong cái tiềm thức của mình, quý vị biết không? Cái sanh tử ý niệm của mình luôn luôn để ngay chỗ nó, con không cần lo đâu. Nhiều khi che cái mặt lại nó cũng thấy khó coi á. Cái đơn giản cái thư nói cái ý hồi nãy không phải là mượn hoa để nó cảnh, nhưng tôi nhắc quý vị mình là mỗi vị đều có một ông Phật tánh của mình, tức là Như Lai tạng của mình đó, tức là pháp thân của mình đó, mà bởi vì che mờ bởi cái án mai vô minh phiền não nó che lên, cho nên tất cả những cái đó nó làm cho mình không thấy được. Cho nên mình đi tìm mà cái gần gũi nhất trong cuộc đời của mình đó, mà mình học được một cái pháp, mà mình học được pháp là mình thấy ai? Mà đã thấy Phật để thấy ai? Đó, quý vị thấy không? Đã, nó vậy thôi. Mà trong cái cuộc đời của mình đây, quý vị biết không?
khi quý vị thấy tôi vẽ thì nó cũng không được đẹp lắm, đúng không? Một vòng tròn giáp với nhau bởi một điểm, đúng không? Một điểm. Tôi mặc, tôi vẽ cái mặt nhiều quà đến hơi xấu. Bài thấy lúc vui thì có miệng cười, mà lúc buồn thì cái miệng giống như là bánh bao chiều. Ở trong cái trạng thái này mình cho là âm một dương cũng được, có thể là âm dương thì thế, tôi vẽ là như thế đó. Có người mình tu á, cái một con đường này, mà đây là một con đường, đây là con đường sanh tử của mình. Sanh tử ở đây không phải là mình nói cái chuyện mà gì ghê gớm đâu, có nghĩa là bao nhiêu ý niệm của mình lên, ý niệm mình xuống, có thể chết, có thể còn. Có thể quý vị ngồi đang ngồi đây trong cái thời, trong cơ thể quý vị nó đang hủy hoại, và cũng có đang trong cơ thể quý vị đang sanh ra. Quý vị có hiểu cái ý gì đó không? Có nghĩa là cơ thể tế bào quý vị là có hàng triệu triệu tế bào trong cơ thể quý vị, mà nãy quý vị ăn uống cái gì nó vô thì nó làm chất bổ, rồi cái chất bổ nó sẽ thải ra những chất độc tố, rồi nó cũng đi ra, là cái một cái sanh, một cái gì. Bởi vậy hiểu không? Thì tôi nói ý này này, này. Mà khi tỉnh nó là, nó là thuộc về gì? Tỉnh nó là thức đó nha. Mà thức đó gọi là bằng cái gì, cánh gì? Mà Đức Phật hay thông tin gọi là chánh niệm tỉnh, tỉnh giác. Hiểu ấy rồi đó không? Cho nên á, mà khi cái tỉnh mà nó nhiều á, nó lắng biết, thì cái động nó bị sao? Nó bị chìm đi. Mới bị hiểu cái chỗ nào? Mà nếu như cái tỉnh này nó yếu á, mà cái động nó nhiều thì sao? Nó cao lên. Mình tu tập, mình học Phật cũng y chang như vậy thôi. Thì cái tăng mình mà nó lắng xuống á, mà mình có được cái pháp á, là có nghĩa mình học cái nền tập pháp đó, từng cái pháp mà từ sơ cơ cho đến thường trung hạ mình học được á, thì có nghĩa là cái tỉnh mình nó nhiều hay là cái động nó nhiều? Cái tỉnh nó nhiều. À, ví dụ như thầy nói rất là đơn giản một cái chuyện, cho nên cái chỗ này cho quý vị nghe. Cái này là thực tại của tôi thôi. Ví dụ tôi gặp một cái trường hợp nào đó mà tâm tôi nó bị phiền não, có nghĩa là mình lo con, mình biết rằng cái chuyện đó nó kỳ lắm, nhưng mà cứ đẩy vô biết. Ví dụ như tôi nói rằng là hôm nay trời nó gió đi, rồi cái tâm mình yếu á, mình sẽ sợ sinh bệnh. Quý vị hiểu không? Nhưng mình hiểu là cái chuyện gió là chuyện quá trời, chuyện mưa là chuyện quá trời. Mình vô mình bắt đầu mình lấy cái tỉnh của mình, bắt đầu thôi Đức Phật lại là khi mình càng động vô mình cứ ngồi niệm Phật đi, mình thích ông Phật nào cũng được, mình niệm liên tục thì cái động này nó giảm xuống, là nó tăng lên nữa. Cái tu tập của mình là như vậy đó, quý vị. Mà trong kinh đó là Như Lai Tạng á, mà phiền não quá nó nhiều là tượng trưng cái gì? Động. Mà nếu như mà động nhiều quá thì cái Như Lai Tạng nó sẽ bị gì? Nó bị che lấp đi, quý vị hiểu không? Vậy thôi, quý vị cứ hiểu đơn giản như đó thôi, chứ đừng có hiểu là Như Lai Tạng là một cái gì ghê gớm như một tầng vô la vũ trụ, phải không? Cho nên giữa cái được và cái mất nó đi chăng này đó, mà khi mà giữa cái có và cái không này, bên là có này và không này đó, mà nó quân bình với nhau thì con người mình sao nó phải quân bình. Quý vị hiểu ý này rồi đó không? Một bên tăng á, thì bên ấy giảm, thì khi mà một bên nó giảm mà mình thấy những cái nó giảm xuống á, mà những cái phiền não biên chiến tà chiến kiến thủ giới công cộng nó giảm xuống á, thì cái ông Phật tánh là Như Lai Tạng là tự tánh của mình nó ra, nó sáng ra. Mà nó sáng ra với điều kiện như thế nào? Là mình phải thấy rằng là nó không có cái sự mà sự có mặt của gì. Sự không có mặt của phiền não. Thì sự không có mặt phiền não này có nghĩa là mình đã nhàm gì? Nhàm chán gì? Mà nhàm chán phiền não thì sự phiền não thể ra đi. Hiểu không? Ví dụ như mà quý vị
Tôi ví dụ một cách mà nhằm đánh chừng não cho quý vị nghe nè. Ví dụ mình nói thì nó chỉ là lý thuyết thôi. Ví dụ như chẳng hạn như cô Đê Tiến đó, à, có 16 tuổi, 19 tuổi thôi chứ 16 tuổi chưa được đâu. Mà có yêu anh chàng kia là 18 tuổi. Mà anh chàng kia đó, anh thấy cô này không có đủ cái sở thích của anh á, thì anh nhàm chán đúng không? Thì hai người đâu đi đến với nhau đúng không? Thì cái đó là cái tương tự nhàm chán. Cũng như vậy nữa, khi mình muốn cho sự không có mặt có phiền não đến á, là mình phải nhàm chán phiền não. Cái tu tập của mình là vậy đó. Cho nên Đức Phật họ nói là muốn trong cái khổ đế á, mà mình muốn bỏ cái khổ đế đi được, mình vượt qua khổ đế là mình phải nhàm chán khổ đế. Mà mình muốn nhàm chán khổ đế á, là mình phải hiểu được khổ đế hay là mình không biết về khổ đế? Hiểu chứ, mình hiểu mình mới nhàm chán chứ, đúng không? Mình hiểu á thì có nghĩa là mình biết được cái gì, biết được bộ mặt thật, mặt thật thật của ai đó. Ví dụ như chẳng hạn như tôi đi, đó bộ mặt thật của nó có nghĩa là mình biết bộ mặt thật của nó, có nghĩa là mình đã biết được cái pháp này nó vốn là như vậy, cái lực của như vậy, cái duyên của như vậy, cái tác của như vậy, cái dùng của như vậy, là mình biết thật của nó. Mà khi biết thật của mặt của nó là nó trở về với cái gì? Hả? Yeah. Cái đó quý vị khi ngồi tu quý vị hiểu được rồi, nó trải qua một cái giai đoạn cực kỳ lắm, đi mà đi mãi. Còn khi mình hiểu được rồi đó, là lúc mà mình hiểu tất cả đều như vậy thì giữa tao và Phật có gặp nhau không? Bồ Tát gặp nhau không? Chúng sanh với chúng sanh gặp nhau không? Cái tu mình ngay chỗ đó, cái Phật tánh mình ngay chỗ đó, trí tuệ mình ngay chỗ đó. Cho nên sở dĩ những người mà hiểu nhau chỉ cần bốn mắt nhìn nhau là bốn mắt nhìn nhau về một hướng, chứ thôi mà bạn phải vào quý vị cái dùng bao nhiêu cái chuyện mà thu xẻo gỡ cho tôi không vậy? Có nghĩa là mình cùng nhau về hướng con đường giải thoát, chứ chưa như là bốn mắt nhìn nhau để trào nhau cái gì đó hả? Thế là trong cái quá trình tu tập của mình học kinh là mình thấy cái đó đó. Thế rồi ha, cho nên đôi khi quý vị đọc một trang kinh đó, đừng có nghĩ đọc hết cuốn kinh là mình phải hiểu hết được. Có đôi khi đọc không xuôi mà hiểu được câu nào bỏ con kinh chứ, nhắm mắt ngủ. Mà mình nhắm mắt ngủ á, mình tưởng là mình ngủ nha, nhưng mà cái tình thức của mình á, nó hoạt động trong cái hiểu đó. Mà cái sự tôi nói đây với thiên thưa quý vị là khi tôi nói cái chuyện này cho quý vị nghe đó, đó tất cả là một sự cảm giác và đời sống và chính bản thân tôi nói. Giờ tôi không có nói đâu xa. Cho nên trong cái phẩm kinh thứ 9 á, trong cái Bồ Tát Thắng Mang này á, cái chỗ mà có nhiều người hỏi là thường hay không thường, à, là cái chỗ mà gọi là thường hay không thường, tất cả từ cái phẩm thứ 9 đến phẩm 13 nó từng đoạn cái đó. Nhưng mà sự đối tác giữa sự hỏi đạo của Bồ Tát Thắng Mang và Ngài và Đức Thế Tôn á, quý vị thấy không, dựng lên một cái phong cảnh rất là tuyệt vời. Mà khi mà trải qua những cái lộ trình như vậy, quý vị có hỏi gì không? Tôi thì tôi không có dạy nhiều mà trao đổi với quý vị nhiều, nhưng mà mỗi bữa một cô cháu thôi, cảm thấy ăn mà nó vui thì tiếp tục ăn, còn không ăn được thì sao? Hả? Đổ cho để chiều phải không? Dạ thôi. Cầu mong là quý vị khi học, khi bước đến lớp á, quý vị nhẩm trong cái lòng mình á, là quý vị bước vô cửa là quý vị mới nhìn lên Đức Phật, quý vị là sắc thân như là đẹp, trong đời không ai bằng, không sánh chẳng nghĩ bằng, đến nay con đảnh lễ sắc thân Phật cúng tế, tất cả pháp thường trú, cho nên con về nương
sức trí lớn, miền lớn. Khi bước vào cửa là mình nhận ra là tự nhiên cảnh giới của chư Phật về với mình, thì mình thấy Pháp Thân và Như Lai là luôn luôn ở bên. Anh mình mà Quan Như Lai bên mình thì còn có anh nào ở bên mình nữa không? Quý vị thấy bên mình khi mình tu tập mình thấy vậy. Cho nên 8 tháng Phật hay là 8 tháng chư Bồ Tát hay là 8 tháng cái tâm dịu dần của mình đó. Thấy không? Tôi nói quý vị ví dụ chẳng hạn đôi khi quý vị không thấy mình vượt qua hai ví dụ ở nhà bình thường là cái ngày hôm đó quý vị không học kinh đó, quý vị không thấy Phật á, bà vợ hay là ông chồng hay là đứa con cái đó, hay là bạn bè đó, nó đem những cái gọi là sản phẩm của thế gian nó đổ vào mình, quý vị hiểu không? À, nó đổ vào mình cái tự nhiên mình niệm Phật, cái con niệm Phật để lòng nhớ mãi hình của người cứu khổ chúng sanh này đó, cái tự nhiên những cái sản phẩm nó tự nhiên nó bung đó ra đi, thì tự nhiên mình không có thấy cái gì đến của mình. Còn mà khi mình cứ giang bao tay mà kiểu như là giống như vậy là giang bao tay được ôm lấy hết đó, thì đầu cái nó là phiền não nuôi trong mình đó. Rồi bắt đầu mình không có con đường là có lối thoát, quý vị biết không? Là phiền não liên tục. Mà mình sống trong cái cõi người này á, là quý vị biết rằng đó, nói xin lỗi quý vị là tất cả những cái gọi là cái tiền nghiệp của mình đó, tôi nhắc quý vị nha. Cái tiền nghiệp, nghe kỹ nè. Mình học kinh, mình phát ra là mình thấy làm đạo, là mình quán cái nhân viên, mình thấy cái tiền nghiệp. Rồi cái tiền nghiệp đó có hoàn cảnh, có hoàn cảnh đang ở hiện tại quý vị nè. Nó đến cạnh hai mau á, nó luôn luôn ở bên mình đó. Nó kinh khủng lắm, mà một khi mình chỉ là cái ý niệm của mình mà nó khởi lên mà gọi là hơi bất thiện pháp chút xíu á, làm cho mình đảo lộn. Đảo lộn này nó ghê gớm như vậy đó. Mà mình có tỉnh giác mà mình thấy liền à. Mình vãi cánh tay là tạm biệt liền, nói lời chia tay liền. Bởi vì em và anh là không có một con đường chung. Có nghĩa là em là phiền não, còn anh là kiểu như anh của phiền não. Gặp nhau là kiểu như chém nhau thôi. Cho nên cái nghĩa không che lấp chân thật. Chương thứ 9, bạch Thế Tôn, trí của Như Lai tạng là không trí của Như Lai. Hồi nãy thầy nói cái chỗ mà khi quý vị mà cái chỗ mà có đó mà tặng cùng với có hết rồi thì cái gì? À, không. Cái không đó đó mình gọi là trong cái gì gì? Dì hữu. Cho nên đó là trong cái bản kinh tôi nhớ không, bữa hổng tôi nhớ không làm có mấy cái không trong cái tư tưởng của Nikaya là có mấy cái không. Không có giáo chim. Rồi không gì nữa. Có ghi ông người đeo kiếm. Tại vì quý vị biết không, quý vị nhớ chút xíu á, nó hay lắm. Ví dụ chẳng hạn bây giờ ta nói ví dụ như là cái sự chân thật của Như Lai, tất cả pháp vô vi là gì? Tất cả pháp vô vi là sao? Nói thiệt để đừng có nghe người ta nói mà mỏng mỏng gì, tất cả các pháp vô vi thôi. Thật không gì? Hả? Tất cả pháp vô vi thật không bền vững, đúng không? Đó. Cho nên những cái đó đó mà mình hiểu được như vậy á, là mình không trụ chấp trên phiền não. Nếu như những cái gì phiền não thân kiến hoài nghi kiến thủ chế tâm thủ mà nó mình thấy được, nó thuộc về hữu vi, nắm được là thuộc cái gì? Hữu vi. Mà nếu như nói thì gì tức học tướng tâm là có bao nhiêu pháp hữu vi? Trong pháp thì hữu vi có bao nhiêu pháp? Bao nhiêu? 94 pháp hữu vi. Muốn thấy pháp hữu vi dễ lấy cái tài tán vô cái má mình một cái là mình thấy liền và nhớ liền, là có gì nắm bắt được là hữu vi. Mà thật có pháp hữu vi là không bền bền vững à. Cũng như vậy tất cả những bậc thanh văn mà muốn chứng được quả Phật là phải đi qua 8 con đường gì? 3 chánh đạo. Là không có vị Phật nào mà không đi qua con đường đó. Còn gì nữa? Mấy cái rồi? Mấy cái không rồi?
Hồi nãy tôi nói mấy cái rồi? Không có pháp hữu vi, rồi không có dấu, rồi tất cả các chư Phật đều là, có nghĩa là vị Phật nào cũng phải đi qua con đường đó mới gọi là thành Phật được. Bởi vì hiểu cái câu hỏi ngược không? Cô muốn đẹp là cô phải như thế nào? Đó. Đây, cái câu hỏi ngược là vậy đó. Còn một cái nữa mà tôi quên rồi. Tôi nhớ cái nào tôi nhớ, cái nào tôi quên, tôi quên. Đáng lẽ tôi nói nữa mà tôi thấy ai cũng ngớ hết trơn là tôi không nói. Có nghĩa là không có để ý á. Quý vị cứ tôi nói ra mà những cái tôi mon mon. Tôi nói thiệt là tôi nói là những cái tôi nhớ để cho tôi học của tôi là tôi nói là nó nên nó nhớ cho nó nát đầu cuối cùng nó để xong rồi bữa trước sau quên hết trơn. Nói nữa không đâu có nhớ đâu hả? Cho nên khi á, mà quý vị nhớ nè, cho nên khi mình học Phật á, mà mình đụng một cái chỗ gì chút xíu á, mà nó mang cái hình thức á, mà nó đem nó khổ đau á, là quý vị phải nhớ về cái không của trong cái gần gũi nhất á, là cái bài kinh Bát Nhã của mình là ngủ gì? Nhà đó là ngủ giai không. Quý vị nhớ nó tự nhiên cái tâm mình nó buông xuống. Mà trong cái cơ thể của mình là cái ngủ ổn giai không nó có mà không? Đó không? Nhớ yeah. Hả? À, luôn hiện hữu. Nhưng mà mình có làm chủ được nó không? Phải làm chủ được chứ. Phải cố gắng làm chủ được. Phải cố gắng. Mà mình làm chủ được thì mình nói nó nghe không? Mà mình nói nó không nghe thì nó trở thành con gì? Là gọi là con nghịch tử đó quý vị không? Có nghĩa là cái ý niệm của mình nói không nghe đó là nó luôn luôn xui khiến cái dòng sanh tử của mình. Quý vị hiểu cái gì đó không? Còn khi mình nói nghe không được đó là mình dùng cái gì để mình dỗ về? Dùng gì? Tâm gì? Tâm từ. Tâm từ. Mà nếu như dùng tâm từ không được đó thì mình cho uống nước gì? Mình đang nói kinh Phật mà sao rồi? Nước cam lồ. Đó, tôi nói là cái bình nước của Bồ Tát Quan Thế Âm lúc nào cũng đầy hết trơn á, mà chúng sanh không chịu uống. Tôi uống cái gì không à? À. Cho nên những cái nguyện cái hành đó Bồ Tát Thái Mang là hỏi những câu hỏi mà triết lý để đưa cho ta về sống đời sống chân thật đó, mà mình không chịu uống. Mình không uống ngày Quan Âm thì ít nhất mình cũng xuống ông Địa Tạng hỏi thăm ông có khỏe hay không chứ. Mình hoàn toàn mình hỏi ở đâu đâu mà. Bạch Đức Thế Tôn, Như Lai Tạng đều là mà hết thảy A La Hán Bích Chi Phật Đại Lực Bồ Tát vốn không từng thấy, vốn không từng nắm được. Cái gì không từng thấy, không từng nắm được thì cái đó thuộc về cái gì? Mới nói hồi nãy đó. Hả? Pháp gì? Dạ. Yeah. Đó. Đó vậy đó chưa? Cho nên khi mình ngồi á, mình đang có mặt ở đây thì mình dùng các pháp hữu. Mà khi mình ngồi một mình sống với cái vòng tâm thức của mình, mà khi cái vòng tâm thức của mình niệm Phật để làm nhớ mãi một con Phật của mình đó, thì các pháp hữu vi nó sẽ hiện lên. Mình không nắm được, mình không có rờ được, nhưng mình có thấy, mình xúc được bằng cái tâm của mình không? Nhưng mà khi mình xúc được, mình rờ được bằng cái tâm của mình lúc đó á, là tất cả phiền não đã gì? Là lắng xuống đó. Thì cái thân tình tính của Như Lai Tạng của mình sẽ nó rất là đơn giản. Cái gì quý vị cứ đừng có nghĩ gì học nhiều á, tôi nói gì cái bùng cái quý vị nhớ là ôi ông Phật của ta dễ thương quá, nhưng mà vì phiền não của các em nào đưa đến cho ta, cho nên thôi giờ ta bỏ ông Phật hay là bỏ em đó, ta bỏ anh đó. Là quý vị tự hỏi lòng mình là cái anh đó là tượng trưng cho cái những cái gì dũng mãnh của sự đau khổ, mà cái em đó là tượng trưng cho sự ái nhiễm của sự đau khổ. Quý vị hiểu không? Dũng mãnh sự đau khổ là luôn luôn nó có mặt, còn ái nhiễm là luôn luôn rưng ở dưới đó. Cho nên nó mấy bà hay nhìn liếc không dám nói ra, nhưng mà ngầm ngầm trong miệng, trong bụng á là ái nhiễm nó nằm trong đó.
mà ái nhiễm mà không có quá giải được thì làm sao sanh lên cái chỗ mà ai tặng được. Cái tư tưởng của mình ngay chỗ đó. Ví dụ chẳng hạn như mà ví dụ như chẳng hạn bây giờ mình nói cái chỗ đó đó là cái chỗ nào, chỉ có cái từ cảm nhận của mình đó. Mà mình chỉ biết mình thôi. Ví dụ như cái lòng thương của mình có thể là trong gia đình của mình hay là anh em bạn bè của mình chỉ thương một người nào duy nhất cũng là rơi trong cái nhiễm, cũng là cái dục bây giờ chứ, mà nó không vừa làm thì phiền não thể thể sanh. Cho nên tất cả chúng sanh mà mình nhìn giống như một con mắt của mình đó, mà nó an lạc thì mình thấy nó an vui đó. Nhưng mà mình tập được cái đó nó mình trải trong. Tôi nhớ trong lòng là khi mình đạt đến cái cảnh giới ấy mà một cái tâm mình nhu nhiếm như vậy đó, là mình tu rất là nhiều kiếp đó, rất là nhiều kiếp mình học được đó. Cho nên khi nãy tôi cho nên nói quý vị á, tại sao Đức Phật từ ở trong cờ đau sức mà xuống giáng trần xuống mà đào thai vô trong cái hôn của bà Maya, bà nói là vô tình phạm mà nhà bà tự nhiên tôi quên vô tình phạm mà là vợ vô tình phạm là cái gì, bà gì, hoàng hậu Maya đó, đúng không? Cho nên tôi nói giỡn với quý vị, thường thường tôi hay nói là quý vị đã được có mỗi lần mà có làm được mẹ của chư Phật hay không đó, là có nghĩa rằng là mình tu tập được nhiều đời nhiều kiếp, Bồ Tát thánh thai mới đầu thai của mình, quý vị ha. Quý vị hiểu không? Tôi nói vui vui giống quý vị tưởng tôi chọc quý vị không phải, mình tu chết bộ tổ luôn đó chứ không giỡn đâu. Mà tôi nói là tu chọc đầu đó. Cho nên quý vị thấy rằng là khi mình phát một cái đại nguyện gì ghê gớm lắm, có nghĩa là mình thương chúng sanh tất cả trong cái vũ trụ này giống như mình thương bản thân mình, mình chiêu cảm được cái lực đó thì con mắt ở bên trên nó nhìn thấy được cái hành nguyện của mình chứ. Các vị hiểu vậy đó không? Chứ còn mình sống là mình sống cái kiểu mà đụng đến chút cái phiền não nó lên, đụng đến chút cái liếc cái giòm nó ngó hơn thua phải tháo đòn lửa trong lòng nó cháy hưng hực như nhà lửa tam gì? Tam giới mà trong kinh mình nói đó. À, nó kinh Pháp Hoa đó. Ồ, hay quá ha. Nó cháy gì đó, nó cháy đốt thiêu hết tất cả, nó làm sao mà đầu thai của những cảnh giới đó, chỉ có địa ngục và ủ chấp sanh mới đầu thai qua chỗ đó thôi. Nói về thế, đó cái niềm tin của mình như vậy, mà mình muốn được như là mình phải ngay trong kiếp này, mình biết được đường đi, lối bước, mình tập mình đi, mình mà thấy được đó. Chứ mình đừng có làm được chút xíu mà mình nói là ta đã thành rồi. Bạch Đức Thế Tôn có hai không trí và Như Lai Tạng. Bạch Thế Tôn, Như Lai Tạng là hết thải phiền não tạng, hoặc lìa hoặc thoát hoặc dị biệt. Bạch Thế Tôn, bất không Như Lai Lập Tạng, pháp vượt qua số các không hàng, không lìa không thoát, không dị biệt bất tư nghì. Cái chỗ bất tư nghì này đó có nghĩa là mình lìa khỏi cái phiền não thì có Như Lai Tạng mà nó bất khả tư nghì, là bất khả thiết, là không. Mình dùng cái ngôn từ cái kia là mình không có đếm được, mà khi cái tượng trưng mà khi cái trí của mình mà nó sáng lên rồi đó, có nghĩa là cái mặt trời trí tuệ của mình đó, nó tượng trưng cái tánh của mình, khi bừng sáng thì phiền não nó còn bám víu nữa hay không, khi ánh sáng đến thì bóng tối sẽ ra đi chứ không có lui đâu, sẽ ra đi. Một người để giác ngộ thì không còn trong cái sanh tử luân hồi nữa, mà sự quyết định đó là chính bản thân mình thôi, à, chính bản thân mình thôi. Tôi nói thường thường tôi nói quý vị rằng cũng như quý vị nấu cơm như vậy đó, mà khi đã chín ngon rồi đó, quý vị chỉ cần khởi cái niềm lên là đã thấy ngon rồi. Cái tu tập của mình nó cũng như vậy đó, mà khi mình học kinh mà mình cảm đam mê là mình thấy cái lời dạy của Đức Phật, lời dạy của tổ, của thánh hiền, mình thấy nó sung sướng lắm, mình thấy như giống như cam gì, cam lùa đó, mà chỉ những vị Phật mới thấy được cái pháp như vậy, mà khi đã thấy pháp thì thấy được ai? Như Lai. Cho nên là nhất thất nhân thân vạn kiếp năng phùng, nhất thất tức tình khiên thổ hành. Đấy là tôi nhớ cái gì đó là cái, nhưng mà khi sinh ra mà không có thấy được Phật, không thấy được pháp là cả đời là khổ đau đó, là vậy đó. Không? Làm thân người này khó lắm. Một có thể trăm nhất thất nhân thân vạn kiếp là không có thể gặp lại thân người, mà muốn chứng được quả vô thường chánh đẳng chánh giác chỉ có thân gì, nên quý vị nhớ như vậy, chỉ có thân người thôi, chứ không phải lâu lâu cái ai cái dựng ngược lên giật 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 cái nó là cái nó thành Phật, nó có chuyện đó.
Nó nhiều lắm á. Mình hay tin cái nhiều đó lắm. Mày có đó. Cho nên mình học Phật, mình tin là Phật là mình vững chãi, vững chãi cái tâm của mình ở tâm chánh định. Thì chánh định mình mới hiểu được, thì mình có được giới định tuệ qua bát chánh chánh đạo. Mà tám con đường đó bất cứ một vị Phật nào cũng phải qua. Mình là phàm nhân, mình muốn tu để giải thoát được thì tám con đường đó mình phải qua. Mà tám con đường đó là cái gì? Quý vị nhớ hết đâu? Đó, phải nhớ hết cái đó. Mà tám con đường nó đi qua cái ngưỡng cửa gì của giới gì? Mà xuyên suốt vậy đó. Mà giới định tuệ là những cái kiềng ba chân. Mà cái kiềng ba chân thì để cái nồi nào lên, nồi đất, nồi nhôm, nồi đồng, nồi nào để em được, không ngã được. Các vẫn chạy. Kiềng ba chân như mấy ông quay phim này nè. Cho nên mấy ông, mấy bà đứng không được thì chẳng hẳn thì tưởng kiềng ba chân không à. Để cho vững người ta xô khỏi té vậy đó. Cho nên cái tư tưởng của mình kiên định như vậy, mình thấy như vậy. Cho nên mình cái niệm Phật, mình tu cái gì, mình phải luôn luôn nhớ đến cái đó. Mình nhớ đến Pháp là thấy ai? Bạch Đức Thế Tôn, đối với không hai không trí này, các đại thanh văn chỉ có thể tin Đức Như Lai. Không trí của thanh văn mà Bích Chi Phật vận chuyển đến bốn cảnh giới không điên đạo. Cho nên hết thảy A-la-hán và Bích Chi Phật không vốn không từng thấy, vốn không từng chứng đắc hết thảy khổ diệt, duy chỉ có Phật mới chứng đắc, hủy hoại hết tất cả phiền não tạng, tu hết thảy các pháp diệt đó. Khi mà đã vượt qua hết cái cảnh giới đó, là tôi nói quý vị, anh nào thương cho các bạn hơn không? Chúng ta. Trong kinh, tất cả các kinh đó quý vị thấy là nó có thường thường là thường trung gì? Thường hạ. À, đó phải hả? Rồi, quay lại đi. Con ở phía sau tao nhìn đúng không? Nó nói cái ý chỗ này thì quý vị hiểu nè. Cũng một bước chân đi, từ đây đến cái ông một pháp đó là một bức tranh đi, quý vị thấy trong nó khoảng 10 người đi, nhưng mà cái tần số và cái tâm của mỗi người nó khác nhau, khác chứ, phải không? Khác không? Dạ. Có thể là người ta đang bước vô cảnh giới là ly tất cả ác pháp đi, là tất cả cái gì không vui á, là cái câu niệm Phật ta chỉ nhớ là cũng Phật thân thôi đó. Là mỗi người nó mỗi khác đúng không? Nhưng mà có những người ta đang đi rồi, anh em ta nói cái ông thầy cái hướng dẫn Phật đá qua đây là niệm Phật mới được à, cảnh giới nó khác đúng không? Còn ví dụ như chẳng hạn như thầy nói không phải là đùa giỡn, tại thầy thấy nhiều người đi kinh hành là cái đít bên này cái mông bên kia đó, không thầy nói tình thiệt mà. Rồi có những vị là cái tôi học ở trong đây ra lời Phật đó là phải đúc lật cái này kia để mới lại Phật được, có không? À, có quý vị. Nhưng mà tất cả những đó là cái hàm tướng thôi. Nhưng khi quý vị tu tập á, quý vị biết rằng là đạo pháp hữu vi thì nó là bất định pháp. Quý vị hiểu cái điều đó không? Thì mình nhìn với con mắt như thế nào đó, mình sanh tâm quan hỷ là anh rơi vào trong cái kiếp. Kiếp gì? Kiếp gì? Kiếp tường. Không phải biết. Những cái tôi nói nha, mình giảng nó khác, còn mình dạy học thì đôi khi mình cũng hơi tiếc tiếc chút xíu à. Em đỡ buồn ngủ quá, tôi thấy mấy cô buồn ngủ nãy giờ rồi đó. Cái điều kiếp đường này nào quý vị nè, là có nghĩa là đầy đủ. Mà đầy đủ là đầy đủ trong cái sự gì? Quan hệ.
mà quan hệ mà mình không thấy nó an lạc, đó là nó tràn đầy là cái gì, là gì, cái gì trước rồi đã, cái gì đó, cái gì mình đọc sau Kinh Tùng á, Ba La Mật. Quý vị hiểu ấy rồi đó không? Tôi hỏi quý vị, ví dụ đi khi quý vị khi niệm Phật hay là khi tu ngồi thiền hay là làm công việc gì mà tính chất Phật sự đó, nó có một lúc nào đó mình cảm thấy tâm mình nó vui, mình không diễn tả được. Quý vị hiểu không? Cái tâm đó nó khó tìm lắm quý vị. Khó lắm. Ví dụ như giờ tôi nói, ví dụ như mà đám mà nói cho ông thầy miếng ăn á, mà nói nôm na là mà nấu bằng cái tâm Ba La Mật đi. Mà Ba La Mật trong lúc đó thôi nha. Mà lên rủ ông thầy ông ăn á, là ở đầu cái bà nó là cái chút gì nó buồn chứ, có mà đám có chứ. Hãy nói thật đi, có chứ. Không có hả? Đó là bà là kiên định lắm rồi. Nhưng mà những người mình tu tập mà trong cái lộ trình mình đang đi, nó có những cái chuyện nó xảy ra. Quý vị hiểu ấy rồi đó không? Có những cái tâm của mình á, ở trong kinh gọi là tất cả pháp gì, tất cả pháp tường trú. Cái pháp tường trú này đó là một sự ký tường, một sự đầy đủ mà đã giải thoát an lạc được rồi. Cho nên mình về nương tựa nơi pháp, mà nương tựa nơi pháp nương tựa ai? Bởi vì hiểu ấy rồi. Cho nên Đức Phật nói là sau khi những ta, sau khi ta nhập diệt thì tất cả ông hãy lấy cái gì làm thầy đó, là giới. Mà giới Phật là pháp, tất cả pháp tường trụ. Cho nên con về nương sức gì, sĩ thức lớn, nguyện lớn, cái trí đó nguyện lớn, mà trí lớn là có nghĩa là bao trùm, mà nguyện lớn là cái hành nguyện của mình lớn, mình mới làm được việc đó, như vậy đó. Cho nên mới gọi là cái xe lớn mà chở được đồ nhiều là vậy đó. Cho nên thường thường các chùa thường thường mới nhiều hầu rằng là, cho nên tôi chở kinh chở Phật còn phải ráng chở cho quý vị học chứ, nó làm thế chở ít quá là Phật đủ. Hôm nay nói cho quý vị vui đó, đừng có đủ mà ngủ á, là có nghe là khi tất cả các pháp mà nó đầy đủ á, là quý vị phải cố gắng làm sao mình sanh được cái tâm quan hệ trong cái kiết tường. Cho nên khi mình học kinh á, mà dù như mình thực hành á, là tôi nói rằng là cái tần số của mỗi vị khi đến đổ vào trong cái trí của mình á, mỗi vị nó khác nhau. Cho nên cái đoạn kinh hồi nãy á, chỉ có Phật mới hết được, còn thanh văn rồi đi xuống cái chi Phật vẫn còn. Quý vị hiểu đó, cái chỗ đó không? Đó, cho nên á, giống như trong kinh nói là giống như một vị lương y, bữa mà tôi nói là giống như một vị bác sĩ đó, là ví dụ như chẳng hạn mà giỏi cực kỳ á, là có nghĩa là hiểu được tránh dược, mới cho vô cho người ta uống chứ. Còn bác sĩ mà kiểu như đôi khi có thể mua bằng á ha, à, là có thể là như kia đó, ví dụ vậy, thì có thể là giết người như chơi. Quý vị hiểu đâu? Nhưng mà có thể, cũng có thể những người làm lớn, người ta không hiểu mà người ta lại vướng theo cái tâm dục và cái phiền não, người ta đứng xử lý cái việc gì đó, có thể giết người như cái chỗ đó, rơi trong cảnh giới của khổ đau. Rồi ví dụ như chẳng hạn như ví dụ người ta hỏi quý vị rủi mà chết đi thì nó sanh vào thế giới nào đó, làm sao làm chủ được quý vị thấy chỗ đó chưa? Cho nên những cái tần số của những người, ví dụ như tôi nói, ví dụ mà khi mình đi tu á, ví dụ cái đi tới đi lui vậy nè, đi tới như vậy, nhưng có thể là người ta đi, người ta đang an lạc trong bước chân người ta, trong hơi thở người ta, nhưng mà cũng có sự tính toán của những người đang đi mà thì tính toán chút xíu về là đóng cửa, là chửi ông thầy này chút xíu, ông nói tào lao, ví dụ vậy đó, chứ không có không đâu. Không có chứ, tại vì nhiều người không có thích mà nói thẳng, bởi vì đụng vô cái tự ái vô thể vô chung của người ta. Tôi đẹp, tôi xấu nhất mà tôi đời đẹp nhì, cho nên ông nói cái chỗ đó nên tôi phải chửi. Không thiệt đó chứ, nhiều cái đó giống như là chửi đã không phải là thỏ ác khẩu, nhưng mà ông này ông nói kỳ quá. Hôm nay cái tần số mà trong khi cái Như Lai còn hay không còn, trong cái tạng tánh vô thủy vô chung của mình, khi được làm người bị chơi lóc có phiền não, cho nên mình đào thai trong thân người của mình có được lục căn lục trần như thế này được đầy đủ là mình mừng lắm rồi.
Mình đó là mình cảm ơn cha mẹ trước ha, cảm ơn trời Phật đã cho mình sắc thân đầy đủ, không bệnh hoạn, giờ hôm nay được học pháp được, nhưng mà còn một chút phiền não khởi lên, bởi vì do trong quá khứ tiền nghiệp của mình nó đã tạo một cái nghiệp bất thiện. Cái nghiệp bất thiện quý vị hiểu là không vui, chứ không phải cái bất thiện là có nghĩa là tội lỗi, không phải vậy ha. Nó nhắc hay quá, chắc là không làm tội, hay là kiếp trước cũng có lạm dụng gì đó, có nghĩa là không vui, cho nên bây giờ mình bị phiền não nó chai lắm. Nhưng mà mình may mắn là rằng rồi mình gặp được thiền lý thức dẫn dắt mình đến đây đại học, thì cái trí mình ngày nó càng mở ra, mà cái trí mình mở ra có nghĩa là đang sống mà mình nghe được giáo pháp thì mình chết mình không biết được cái cảnh mình sanh thiên. Chứ còn bây giờ mình nằm trong quan tài, mình sống mà mình không nghe lời, mình chết mình nghe lời không? Nó khó lắm quý vị. Cho nên tôi thường thường nói cái người trong quan tài mà cãi cái người khiêng đó, tao đứng đi đường này mà. Quý vị hiểu là giờ đó không? Tôi nói những cái đó là nó thật sự trong đời sống của mình. Nhiều người cãi tôi nói là tôi nói hình như là ăn bí ăn cãi hoài. Ăn ngon trước chứ hả? Hả? Có ăn ngon không? Ăn bẹ ngon á? Chưa ăn hả? Ăn vô ngứa cổ rồi. Cái vấn đề ở nơi đây á, đại chúng học hay mình học á, kinh Phật mình học á, mình cố gắng mỗi ngày mình tu tập chút, mỗi ngày chút vậy đó, thì mình quán tâm mình cũng giống như là giả cùng tử đi lang thang trong kinh Pháp Hoa đúng không? Rồi ông trưởng giả mới kêu là lần kêu vô, ông vô ông có cho gia tài liền không? Ông ít nhất phải là 5-7 lần 7 lượt ông ấy chứ. Một thằng mắc chột, một thằng mắc ái rồi mới chạy đi kêu nó về chứ, đúng không? Dụ nó lần cho nó ăn kẹo ngọt rồi đó, rồi mới ái ngữ rồi nó dễ thương, rồi mày muốn người ta gả con gái cho hả chứ. Lần rồi mới do gia tài, rồi mới nhận con của ta. Bỏ ta trốn đi mấy năm? 50 năm. 50 năm. Ở năm nay cô nào 50 tuổi là chuẩn bị nhận gia tài đó. Có nhiều khi nghe thơ dễ thương quá phải không? Có nhiều khi em cũng nghe thơ lắm, nhưng mà em tình tình cũng bợ cực lớn không ạ? Anh khi quý vị học kinh sách đó, nó cũng có những gặp cái trường hợp quý vị đọc quý vị thấy vui lắm. Nó vui thật sự quý vị. Bản thân của tôi nói quý vị rằng là tôi cũng phải đọc. Mỗi ngày tôi mới học á, tôi nói là xin lỗi quý vị, không phải nói đây là để khoe đâu, nhưng mà mình muốn cái tâm mình đã đừng có bị loạn á, làm học kinh mà quý vị nó không phải là thuộc lòng đâu, học thuộc lòng nhiều quá rồi, nhưng mà trong cái những các pháp mà nó nằm vị vi tế là mình học thuộc lòng. Ví dụ như 100 pháp đó là mình phải học thuộc lòng bắt đầu của mình, rồi khi mình trong vô mình mới thấy được. Ví dụ như là giữa cái tâm thiện và tâm bất thiện, nó có bao nhiêu tâm thiện và bao nhiêu tâm bất thiện, mà mình khởi lên nằm chỗ nào. Rồi trong cái dụ như là 12 nhân viên, có 24 duyên hệ, nó phải nằm ở đâu mà thấy như thế nào. Ví dụ mình đụng một cái nhân viên và trợ duyên của người tào lao cũng trợ duyên cho mình, một cái duyên đó là nghịch duyên, là ảnh duyên. Có những khi người ta trợ duyên mà người ta trợ bằng cái gọi là bất thiện pháp. Quý vị hiểu không? Là mình biết đó rồi đó. Khi mình biết vậy thì con đường nó sẽ dẫn đến đâu về đâu. Là mình muốn biết dẫn đến đâu về đâu là mình chặn ngay buổi ban đầu này nè, quý vị hiểu không? Thì nó không chạy ra nữa. Còn mà không biết là mình cứ ôm vô, khi mình tụ tập mình thấy có nhiều khi mà quý vị cũng làm, nhưng làm trong cái thiền gì nhiều lắm đó. Tôi nhắc quý vị để thấy cái đó. Cho nên Bạch Thế Tôn ở trong cái Bộc Đế này, ở chương 10 á, trong bốn pháp, bốn thánh đế này, ba là vô thường, một là thường. Vì sao? Vì ba đế thuộc vào tướng hữu vi. Nó nhắc là những gì thuộc vào tướng hữu vi là vô thường, những gì là vô thường lìa pháp hư vọng, tất cả pháp hư vọng là pháp không chánh. Chẳng thật những gì là pháp hư vọng, những gì mà nằm trong pháp sanh hư vọng là không phải là đế, không phải là thường, không phải là chỗ quy y,
Do đó Phổ Đế, Tập Đế, Đạo Đế không phải là Đệ Nhất Nghĩa Đế, không phải là Thường, không phải là Chỗ Quy Y. Có nghĩa là những pháp gì thuộc về hữu vi, dù là trong cuộc đời này vốn ra mình đã là sinh ra, mình mang hai trạng thái, nỗi khổ và niệm đau. Trong cái vui có khổ không quý vị? Quý vị ví dụ một cách trong cái vui mà vui tột mà quý vị là khổ là sao? Ví dụ như quý vị nó có là có chỗ nào? Mình nó có mình nó thấy chứ. Hả? À đúng, trời quá đau cũng khổ. Người nhiều tiền quá có khổ không quý vị? Khổ, bởi vì không biết là mình nhiều quá mình thấy tiền mình sướng nha, nhưng mà biết xài cho cái gì hết trơn á. Lâu đâu đâm lo toan là khổ, đúng không? Trong đường nổi không đau. Cho nên khi mình thấy như vậy thì nó cũng thuộc về pháp vô thường, mà trong cái pháp hữu vi mình thấy được biết mà, thì tất cả những cái đó mình không nương tựa được. Mà khi mình đạt đến cảnh giới nào không nương được đó, quý vị thấy cái chỗ này nè, khi mình cầm đến được mà mình bỏ xuống được á, chứ không phải cái chỗ này không phải đơn giản đâu nha. À hồi nãy tôi nói là cầm bỏ được về cái gì? Quý vị muốn mà giải thoát được hay không giải thoát được đó, quý vị nhớ hai chữ này. Nhàm chán đó. Quý vị thấy không? Nhàm chán. Ví dụ như khi quý vị đã thấy sự thật của khổ đau mà quý vị muốn bỏ nó thì quý vị thấy sao? Nhàm chán. Quý vị hiểu ấy giờ đó. Đó. Có nghĩa là khi mình thầy nói chút xíu này thì nó rơi trong cái này chút xíu, nếu vị nào có từng ngồi thiền á, thầy nó có từng ngồi thiền đó nghe, chứ thầy không nói ngồi niệm Phật, từng ngồi thiền đó. Mà trong một cái cảm giác quý vị nhàm chán cái hơi thở nó tự động nó nhàm chán, thì cái hơi thở quý vị nó tự động nó cứ tự động nó automatic thở ra thở vô thôi, đúng không ạ? Nhàm chán không? Thì cái cảnh giới mà nó tiếp tục của cái đó là cái gì? Không thở nữa là vô hồn nằm thôi. Không, cái này quý vị để ý để mình khi mình tu tập mình sẽ thấy. Quý vị hiểu không? À ok, chứ tại vì cũng như là mình nói là Như Lai đã nhàm chán tất cả các pháp vậy đó, ví dụ vậy đi. Ok. Không phải mình phải ví dụ xong nó dễ hiểu để mình khi cái trạng thái của mình. Quý vị, tôi không chắc học hai từ này là đúng không? Ok. Mà nếu như mình nói cho nó dễ hiểu chút xíu, mình phải đi đến, phải không? Thì bên đây là đúng không? Không, mình cứ ghi, quý vị nghe cái này sẽ thấy chắc học nhiều rồi, phải không? Ở ví dụ dừng lại một chút xíu, mình dừng lại, mình dừng lại cái gì dừng? Cái gì dừng? Chỉ là dừng lại, dừng cái gì dừng đây? Quý vị lấy cái gì để hiểu rằng là dừng cái vọng? Mà dừng lại để làm gì? Tôi hỏi quý vị một cái điều rất đơn giản này. Khi quý vị ngồi học kinh, quý vị thấy rằng nó vui đúng không?
nó vui, nó an vui lắm. Là cái trạng thái của mình nó vui như vậy, nó vui là kiểu như mình hiểu được kinh, nó vui đúng không? Ok, mình hiểu được vui, cái mình xét chẳng là mình đã không học kinh nữa đi. Mình ngồi đó là mình để mình niệm Phật, để mình ngồi thiền đó rồi đi. Thì mình ngồi lại thì cái tâm lúc đó có bị nghĩ cái gì? Vui trong cái gì? Cái trạng thái giữa cái giao thoa, giữa cái mà mình chấm dứt cái tư tưởng khổ đau là mình đang ngồi suy nghĩ một cái chuyện tào lao gì nó khổ đau đúng không? Mình đích diễn qua một cái trạng thái để mình thọ là cái hỷ của mình là vui đó. À, quý vị hiểu rồi đó, là bắt buộc mình phải bỏ cái gì? Bỏ cái khổ đau đúng không? Có nghĩa là mình nhàm chán đây, mình hiểu cái khổ đau này nè, mà mình nói được cái năm nhạc là mình, nhưng mà mình lên nó có bị hiểu ra do đó. Tôi không biết diễn tả như thế nào, nhưng mà nếu như quý vị tự ngồi đó, mà ví dụ như cái hàng nó thân, quý vị cảm thấy nó an là cái chỗ đó, cái tư tưởng nó rất là tuyệt vời, nó hay lắm. À, nó làm cho con người mình ví dụ như cảm thấy là cái cơ thể mình giống như là nó có một cái gì nó hưng phấn trong cái dòng tư tưởng, quý vị không? Không thấy đau, không thấy khổ, không thấy mệt, không thấy mỏi, mà tự nhiên làm quý vị giống như là đang có một cái cảm giác là những viên bị trúng số cũng không đúng, mà ví dụ như là không phải là một bệnh thực sự mình biết trong đó. À, mà từ nó đó, ví dụ như thầy nói quý vị để ý chút xíu, nếu như một giây phút là đó ngồi cảm giác mà thấy được mình hiểu được như vậy đó, từ trong cơ thể mình nó tiết ra một cái cách gì ngay cho nên cái mình nước nút thì tự nhiên mình thấy nó ngọt cái mi được, tôi nói xin lỗi vậy, có trời không có, có người không có. À, cái đó là trong khoa học có thì nó gọi là cái cơ thể mình rơi trong cái chỗ là khi họ nó lên một cái kiết tượng nó đầy đủ, quý vị ha. Đó, thì cái tần số đó đối với chư Phật đã qua, ở đây còn mình nó thì đang thực. Cho nên mà những cái gì mình thấy á, phản thuộc về cái hữu. Hiểu vậy? Hiểu vậy hiểu đâu, nhưng mà khi mình niệm Phật á, tôi cũng giống như là ở nhà của quý vị có khi nào niệm Phật mà Nam Mô Như Là Phật là cái như tiếng đồng hồ lớn hết cả tiếng không? Đó, trong xuồng sau khi cả tiếng đó, quý vị thấy sao? Phải ngồi xuống bình lặng với chính mình chứ, thì lúc đó Phật của mình với mình đâu cần niệm nữa đúng không? Thì tự nhiên cơ thể của mình với tư tưởng của mình nó sẽ tuy hoài mà dừng mà. Thì lúc đó á, cái cơ thể mình nó nhẹ nhõm lắm, mà cái tâm mình sao? Nó hưng phấn, chứ không phải là hứng phấn đâu nha. Hứng phấn là khổ đau, còn hưng phấn là an lạc, vậy thôi. Cái chỗ đó quý vị á, tôi sẽ nhắc lại cho quý vị thấy ở chỗ đó là còn 5 phút nữa thôi. Thì trong cái quá trình mà mình tu tập ở đó đó, mình phải hiểu rằng như thế này, bốn cái đức của Niết Bàn là bốn cái đức của Pháp Thân á, dung chứa là gì? Khi cảnh giới là gì? Bốn cái là của một Niết Bàn của Pháp Thân là cái gì? Thường cái này thấy nó dung chứa trong đó, cho nên cảnh giới đó, cái sự học đạo của mình đó, mà khi mình thấy một người mà an vui, bạn đạo của mình an vui á, mình có thấy được cái pháp thường và pháp, hoặc là không còn có ngã chấp, thì sống trong cảnh giới gì? Cái gì đó thường là ngã gì? Cái nơi đó là nơi an trú của chính mình đó, mà nơi đó an trú của chính mình có nghĩa là thường là cái tịnh, nó không có khổ đau, mà nói nôm na là không có phiền não. Nơi đó cảnh giới của mỗi người ứng sở tri gì? Ứng sở tri lượng là tùy tâm xuất, tùy tâm hiện, tùy tâm được. Thì mình diệu dụng được như vậy á, thì cái nồi cơm của mình, cái hạt gạo của mình nó thơm. Còn quý vị sống trong gia đình, trong cuộc sống của mỗi cá nhân mình đó, quý vị luôn luôn nhớ nhắc rằng là mình có trong cái tình mà có cái gì? Cái đạo.
giữa có và có cái hay không, cái hơn và cái ở bên mình quấn minh được cái đó là mình đi con đường trong gì, trong đạo. Con đường trong đạo là có nghĩa là mình là khúc gỗ, em như khúc gỗ gì, hỏi tôi nói quý vị không tin, em như khúc gỗ thưa xong hả? Không, khúc gỗ trong sông, trong điện gỗ Phật giáo quý vị đó là mình không có bị kẹt cái này, kẹt cái kia chứ. Ừ, chứ nghe nó là em như cái sao không được. Nó em như đó là khúc gỗ ra sông. Có nghĩa là mình không bị vướng trong giữa nhị biên. Đó, nó mình thẳng ra, ra biển, mà biển đó là tượng trưng sự giải thoát đó. Mình đi biển đời, cho nên quý vị những cái gì nó phiền não nó lắng chút xíu, cố gắng vượt qua, khéo vượt qua là đáo vị nhà, thì đó là sự đầy đủ. Thì cái bản kinh Bát Nhã của mình là một vị Bồ Tát luôn luôn quán tự tự tại, mà khi quán được tự tại, tâm tư tự tại thì mới hành thông được Bát Nhã. Mà đã hành thông được Bát Nhã thì thấy được mọi thời chiếu kiến ngũ ẩn đều giới, nghe không? Mà đã thấy được giai không thì mới độ được tất cả khổ, rồi mà thấy được niết bàn chứ, rồi mới giúp đỡ chứ. Mấy cô có điện cho tôi hỏi giúp đỡ lợi gì vậy thầy? Về là kênh Bát Nhã ra yếp đế, để bà là yếp đế, có nghĩa là vượt qua ga tê không? Đó là vậy đó. Mà tôi hay nói tiếng bình định là nước đớ đó. Thứ bảy, tôi có một giờ để ôn cho quý vị thi cuối năm. À, thì còn một hai chương nữa là tôi sẽ ôn quý vị để mà thi. Thì tôi học cái gì cho tôi thi cái đó. Mà đó tôi cũng thưa quý vị là ngắn gọn chứ không có dòng dài. Yeah, mình bình tâm mình ráng thôi, mà nó an lạc mình nên vượt qua là được rồi, phải không? Nhớ thứ bảy đi, ổng ai dám nhá, để là cái khó là không ấy đó.